Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay ở Town 11 đến từ bạn Hoàng, 30 tuổi, Hà Nội. Một mẫu bay khá là hay ho các bạn nha. Bạn ấy đang ở Rank Titan, nhưng mà trước đây bạn đã lên ở Huyền Thoại với 5038 rồi. Bạn Hoàng 30 tuổi rồi, khá là nhiều tuổi rồi nhưng mà vẫn đam mê. Thì các bạn nhìn đây thì sẽ thấy là cái mẫu bay này bị thanh niên là tha hơn mấy? Tha hơn 12 đập nha các bạn nha. Đây, không bị 3 sao phát nào này. Nãy là thanh niên tha hơn 12 này, thanh niên tha hơn 13 đập luôn này. Có rồi, champion là 13 này. Đấy, thế mà vẫn ổn áp nhỉ. Bị một phát này nữa thì lực lửa thế này thì đỡ bằng sao được. Càng quá, 99% này, quá ghê luôn. Và chắc chắn là đường link của mẫu bay này thì mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video. Anh em chỉ việc bấm vào copy mà sử dụng thôi. Thì cái mẫu bay này nó rất hay, tức là cái tường này nó không liền mạch các bạn này. Cái chỗ cái kho vàng ở đây này, các bạn có thể thấy là nó chĩa ra rồi, nó tách ra đây. Bên này cũng thế, bên này thì có cái kho tím. Nhưng tuy nhiên hở như thế là đặt bom bẫy cả đấy, chứ không phải là tự dưng vào đâu. Hai cây Inferno ở vị trí như thế này nó rất là khó chịu này, đốt rất đau này. Rồi, vậy nó hiệu quả như thế nào thì chúng ta cùng đến với trận chủ nhà của người chơi này. Trận 98% này nha các bạn. Bị một người chơi tha hơn 12 dã, nhưng mà không hề hấn gì. Đội bạn đi Queen, hoặc Queen cũng khá là mạnh mẽ rồi. Anh em lưu ý trường hợp này là đang nâng king này. Defend, cái mô tả này vẫn đang nâng này, tức là vẫn đang trên đường hoàn thiện ngôi làng của bạn ấy thôi, chứ bạn ấy chưa hề mắc một chút nào ở tha hơn 11. Tường thì mới chỉ có một số viên tường màu trắng của tường than 11 thôi. Cái hướng này đi vào đây, em Queen bên đội bạn sẽ xử lý ra sao đây? Đi Queen, Lavaloon rồng điện. Có cả minion nữa. Combo lẩu thập cẩm có lẽ là để làm sự kiện bay của người chơi này rồi. Vâng, có rồng cắt góc rất hợp lý các bạn. Đi Queen khá là kinh nghiệm. Một mẫu bay thủ nhà ở tha hơn 11, leo rank Titan luôn cho các bạn nha. Và anh em nào mà chưa biết thì cứ vào website akarigaming.com, đầy đủ các mẫu bay cho các bạn thoải mái bấm về copy để sử dụng nha. Anh em thích bay gì, ở tha hơn nào thì cứ việc vào đấy tìm kiếm nó có thôi. Tất cả đều là free, miễn phí. Anh em chỉ cần bấm copy về là dùng nha. Không có mất cái gì cả đâu. Anh em mà thấy quảng cáo xuất hiện thì anh em cứ bấm vào đấy xem như là ủng hộ mình rồi nha. Cứ bảo không có tiền donate thì vâng, cứ thấy quảng cáo là bấm là xem như là đã donate cho mình rồi. Đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi. Lava chiến luôn. Cuồng nộ luôn. Các bạn có thể thấy được sự nguy hiểm của cây Inferno 1 tia. Pha đấy mà không có Plun giải vây thì làm sao mà ăn nổi. Lava oắng. Rồi khí cầu thật á, mở đường ra cho Queen nó vào sâu khu phía trong rất là ngon nghẻ luôn. Đã gồng xong đại quản giáo rồi. King của đội bạn chưa thả. Tha phạm đóng băng để cứu con Queen. Quả đấy mà không cứu thì từng đấy đám Blon nó ra nó vụt cho thì nhấc người. Rồi, King đang chém gió cắt góc các thứ. Mình nghĩ khả năng trong trường hợp này em Queen sẽ là bất tử rồi. Với cả, quên nhầm, em Inferno chứ. Inferno là bất tử, em Queen của chúng ta đang bảo vệ nhà rất tốt. Vâng, một mình em tiêu diệt, nhưng mà có lẽ hơi căng khi mà đám minion kia rất đông và hung hãn. Rồi, thanh niên King đã bị cây Inferno 1 tia nó chiếu. Rồi, và như vậy là hết giờ. Quá nhỏ cho thanh niên. Vâng, không hề nát một chút nào các bạn nha. Đấy, tiếp đến làm thêm trận nữa cho anh em xem. Dòng điện các thứ luôn này. Rồi. Úi chà, hình như rồng 2 mắc thế này là của tha hơn 11 ngang phèo rồi. Đấy, đây là đồ chơi là vẫn đang nâng một số công trình phòng thủ các bạn, để xem sẽ xử lý như thế nào trước cái mẫu bay này nha.
Rồng Điện có cái đặc điểm mà đánh được trận thi đấu kết thúc rất nhanh các bạn ạ. Úi giời, một em Rồng Điện kia đứng giật thế mà cũng gần toang hết mấy công trình ở dưới kia rồi kìa. Thả đá tham chiến luôn. Rồi sẽ như nào đây bạn? Sẽ như nào đây? Ai chà, nát khu trung tâm. Chưa, sắp vào khu trung tâm rồi. Rồng Điện, ý Rồng Điện bị giật rất đau luôn. Luôn 9 ở trong hội thành, gặp Town 11 nó hơi khó đấy. Đập thêm cuồng nộ bên này, ái xà, pha bịt đóng băng rất là kịp thời, nhưng X-Bow không cho bạn làm điều đó. Tốt. Ăn bẫy lông xoáy ngay. Vâng, em Queen bị giật cái đèn thật. Đáng thủ nhà dẻo, nhưng không sao bạn ạ, đội bạn không ăn được hết đâu. Nó lại thủ nhà cực kỳ dẻo dai luôn. Đi King Queen mà gặp quả Inferno này là chúng ta thấy mừng rồi. Ha, cứu rất nhanh. Thanh niên King đã gồng, nhưng một em Rồng Điện thì không làm được gì đâu. Một cái ngén không thể làm nên được mùa xuân. Dẹo ngay chứ nè, đỡ làm sao được. Mẫu bay cực kỳ hiệu quả. Anh em bấm một nút like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với một trận thi đấu. Người chơi Town 13 lại vả tiếp nhà này nữa. Có Roy Champion luôn mới ghê. Đại quản giáo cũng có luôn. Đội bạn đầu tư rất kinh khủng khi đưa ra ba vị tướng đã dồn vào đây nó đập trò. Thủ nhà chỉ thủ luôn. Như vậy mà anh em có gì thì cho dùng cái đấy, mà không dám đòi hỏi nhiều. Đã gồng Roy Champion rồi. Minion cũng ùa tào từ hướng dưới này đi lên, quyết tâm đánh ngược hướng thổi gió mà. Căng nhờ. Sẽ như thế nào? Anh em cứ bình tõm chờ đợi. Mobile gần một tuần không nát. Chết chạch cái đám Minion. Vâng, quẩy lên. Gặp ngay bẫy lốc xoáy thì chỉ có hẹo thôi bạn ơi. Inferno một tiền nó đốt cho kìa. Nhấc người thật sự luôn các bạn. Thốn phết nha. Rồi, rồng dẹo sang bên này chạy cánh rồi. Em Queen đối mặt với rất nhiều công trình phòng thủ trong tình huống này. Bụp, nhấc người luôn. Đại quản giáo để đi bộ chơi với cả lính bay. Dân chơi. Chúng ta gặp dân chơi Sire đây rồi. Mobile thì chắc chắn là luôn có chứ các bạn ở phần mô tả. Anh em chỉ cần bấm vào copy về là dùng thoải mái thôi nha. Ok, mình đi đây. Bye bye.